Lữ đoàn 71 đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 100 chiến sĩ mới năm 2023. Theo đó, các chiến sĩ mới được học các nội dung, nhận thức về pháp luật, kỷ luật và các giải pháp trong phòng ngừa tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật đối với hạ sĩ quan, binh sĩ, luật giao thông đường bộ và một số biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, luật phòng chống ma túy, nâng cao nhận thức trách nhiệm của quân nhân về nhiệm vụ bảo đảm an toàn an ninh mạng trong quân đội. Thông qua tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho chiến sĩ mới nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, góp phần quan trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.